thấy Phương rùng rợn thế. Sao thấy anh rùng rợn vậy? Em có làm gì đâu, em đâu có biết ăn thịt người đâu mà anh rùng rợn. Chị Phương một lần nữa xin được chào đúng quý vị. Chắc có lẽ rùng rợn là vừa nãy rồi sao, vừa mới thấy một chiếc áo dài thao thướt thế này, rồi bây giờ đung một cái trở thành đúng không anh? Chắc vậy, nhưng mà chị Phương biết là có rất là nhiều người hâm mộ. Xin lỗi quý vị, nãy ở trong giờ thể thao có một người đưa tôi cái tờ giấy nhét vào một túi tôi đây và viết là họ có một cái món quà cũng tặng của Y Phương và họ chỉ nói là họ tên là Bảo Nam. Thì tôi cũng biết là anh Bảo Nam là anh nào ở trong cái phòng này và xin mời anh Bảo Nam xuất hiện để cho mọi người thấy dung nhan của anh Bảo Nam để lãnh tặng của Y Phương đây. Để xứng đáng của Y Phương đây, tôi muốn. Và không biết là anh Bảo Nam là anh nào. Cũng sẽ xa nhau.
quý vị thấy không? Tức là đàn ông, Phương thấy là đàn ông ở đâu cũng vậy quý vị. Đàn ông Việt Nam cũng thế, đàn ông Thụy Sĩ cũng thế, đàn ông nào cũng thế. Tham lam lắm, rất là tham lam, nhưng mà cũng đâu công nhận dễ thương thờ. Không có thì chắc cũng không được đâu. Cho nên thôi, bỏ qua. Thì em vừa mới nói mà, bỏ qua được, dễ thương, chấp nhận được. Anh Trương Mây cảm ơn em. Hồi nãy đã lỡ hát hai câu rồi. Cái đó là tặng cho anh Bảo Nam. Và để cho chị yên lòng, bây giờ thì hát nguyên bản tặng cho quý vị. Mai tôi đi, mình sẽ đi mạng xong. Rồi cũng sẽ xa nhau, mình cũng sẽ.